Mời em. Em cảm ơn anh đã mời em ăn tối nha. Có gì đâu mà cảm ơn em. Cái này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mà sao anh lại mời em đi ăn tối vậy? Tại vì anh ngưỡng mộ vẻ đẹp của em lắm. Anh còn coi em diễn mà huynh cả trời đất. Anh có nói quá lên lắm không? Thiệt chứ. Nè, em ăn đi. Dạ. Lấy giờ nói chuyện mà huynh ăn à. Nè, dạ em cảm ơn anh. À, em chỉ diễn vào ban đêm. Ban ngày á, em về làm trợ lý cho anh được không? Anh đang rất cần một trợ lý. Làm trợ lý cho anh? Nói thiệt chứ em không biết là em có làm được hay không. Sợ nhận vô rồi làm hư việc của anh nữa thì khổ cho anh đó. Em yên tâm đi, có anh giúp đỡ mà. Em chỉ cần ly bên anh lo vài việc nhỏ, chủ yếu là tiếp khách. Còn lương bổng anh cho em lừa ra cái giá của em. Thôi được rồi, anh cứ để cho em suy nghĩ đi. Rồi có gì em liên lạc với anh sau nha. Như vậy là tốt rồi. Anh chờ tin vô của em. Làm, mời. Mời em vô. Cảm ơn anh. Mời anh. Cái kiểu gì vậy? Vô đi. Dạ, sếp cho gọi em. Đóng cửa lại. Tôi nói cho cô nghe, cô nói cho tất cả nhân viên giao dịch, làm ăn như thế nào tôi không cần biết. Làm việc một cách không cẩn trọng, tắc trách. Có khách hàng không à, mà cả tháng nay không kiếm được là sao? Nếu không làm được thì nghỉ cho tôi đi. Dạ. Còn đây nữa, cô nói phòng kế toán trừ lương hết tất cả những người trong danh sách là cho tôi. Nếu mà họ có thắc mắc hay là đề nghị cái gì đó, cô cứ việc đuổi thẳng họ, rồi sau đó mời người khác vô làm. Làm việc mà không có năng lực gì hết thì nghỉ, nhường chỗ cho người khác có năng lực vô làm. Tôi nói cho cô nghe nha, việc này do cô phụ trách. Tôi không có thời gian để rà soát tất cả những vụ này. Cô đi đi. Chào anh. Dạ, cho em gửi chiếc xe. Anh muốn kiếm ai? Em gặp giám đốc. Anh chạy vô đây giúp em. Dạ. Em đứng đây chờ anh một chút nha. Nhàn, mình đi em. Dạ. Đợi anh chút xíu nha. Ừ. Dạ, chờ cho tôi hỏi là phòng của anh Tùng giám đốc ở đâu vậy? Dạ, phòng của ảnh bên hướng này nè anh. Nhưng mà anh có hẹn trước với giám đốc của em không? Nếu không á thì không gặp được. Nè em chuyển tập hồ sơ này xuống phòng nhân sự cho anh nha. Dạ em làm liền. Ủa? Ủa, Nhan. Anh Sinh, là ảnh phải không? Ờ. Em tới tìm anh hả? Em chào anh. Em tới là để
Từ từ, khoan đã. Em qua đây ngồi. Bên đây có bàn nè. Đi em. Dạ. Từ từ nha em. Mời em ngồi. Cảm ơn anh. Có chuyện gì mà hôm nay em tới tìm anh vậy? Dạ. À, anh ơi, em muốn gửi lại anh số tiền này. Anh xin giúp giùm em đi anh xin. Ừ. Anh nhớ rồi. Em cứ giữ số tiền đó đi. Nếu được á, bản thân anh cũng muốn giúp đỡ em mà. Dạ, không được đâu anh. Em không có quen lấy tiền của người ta mà không có làm việc cho người ta. Anh thông cảm giùm em nha. Anh hiểu rồi. Em cứ giữ số tiền đó đi. Coi như là em sẽ vào làm công ty của anh, được không? Em làm cho công ty của anh. Ừ, đúng rồi. Em sẽ làm nhân viên giao dịch. Nhân viên giao dịch? Ủa, nhân viên giao dịch là sao anh? Thật ra thì công việc đó cũng đơn giản hả? Nói chung là ngồi một chỗ nghe điện thoại, không cần phải đi đâu cả. Em nghe nói nhân viên giao dịch là phải biết sử dụng vi tính nữa. Em không có biết đánh máy vi tính. Với lại em còn phải đi học và dạy thêm ở trường mù nữa. Về cái phần này thì em đừng lo. Quan trọng là thời gian thôi. Khi nào mà em rảnh, em cứ sắp xếp. Nếu mà em có thời gian thì em cứ tới công ty của anh làm. Nhưng mà em không có thấy đường. Em đâu có làm được cho anh. Về vấn đề đó thì em cứ yên tâm. Anh sẽ thuê người về dạy đánh vi tính văn phòng giúp đỡ em. Được không nè? Công việc đó cũng dễ, không sao đâu. Vậy phiền anh lắm. Chắc không được đâu. Không sao đâu em à. Em cũng đừng lo. Công ty anh cũng đang cần một người làm nhân viên giao dịch mà. Em cứ giữ số tiền đó đi. Coi như là đó là tiền lương của em luôn. Em chưa có làm việc mà tiền lương gì anh? Với lại tiền lương đâu có nhiều dữ vậy. Coi như là số tiền này anh cho ứng trước. Làm việc từ từ rồi anh sẽ trừ dần, được không? Bản thân là cái em mức lương giao dịch trong công ty của anh á cũng cỡ chừng này thôi. Nè, nếu em cứ từ chối như vậy thì không khác nào người ta nhìn vào nói là giám đốc ăn hiếp em đó. Ồ, giờ cũng trưa rồi. À thôi, mình đi ăn trưa luôn. Anh đi cùng tôi được không? Mà xin lỗi, tôi chưa biết tên của anh. Tôi tên Sinh. Chào anh Sinh. Dạ. Vậy thôi, mình cùng đi ăn luôn nha. À, anh Sinh ơi. Hả? Giúp giùm em đi. Anh ơi. Ừ? Em gửi lại anh số tiền này nha. Còn tiền lương á thì khi nào làm rồi tính sau nha. À, thôi, được rồi. Cái chuyện đó tính sau nha. Mình đi ăn thôi. Hai người đó, thời đại công nghiệp rồi mà lúc nào cũng chậm hết. Tôi đói lắm rồi nè. Đi. Nè, giữ lại đi. Xin mời. À, mua bánh mì hả cậu? Thầy. Thầy bán bánh mì ở đây hả? Thầy mới bán đây thôi à. Sao lâu quá con không tìm thầy? Dạ, công việc của con lu bu quá nên không có thời gian gặp thầy. Thầy đừng giận con nghe. Ngồi xuống đây đi. Dạ. Hôm nay thầy không đi dạy hả thầy? Thầy nghỉ dạy lâu rồi. Bây giờ có xe bánh mì này cũng tạm đủ sống. Con yên tâm nha. Thầy nghĩ vậy thật sao? Đây là nghề mà cả đời thầy bỏ bao nhiêu tâm huyết. Sao lại nghĩ vậy vậy thầy? Chuyện dài dòng lắm. Khi nào có dịp thầy sẽ nói cho con nghe. À, sẵn đây thầy gửi tiền viện phí mà hôm trước con đóng giùm thầy đó. À, chờ thầy chút. Thầy ơi, thầy. 2, 7, 8, 9, 10. Có bao nhiêu con nhận hết giùm thầy nghe. Thầy ơi, thầy đừng có trả lại con. Con đã nói với thầy bữa đó rồi. Cho phép con phụ thầy đóng tiền viện phí cho em nhàn. Chỉ tiếc là con đi công tác xa nên không có thời gian vào bệnh viện. Nếu không, con đã trả hết tiền thuốc men cho thầy rồi. Không có được đâu. Thầy không thể nào mà để cho con lo cho cha con thầy được.
Đây là tiền của con cứ nhận lấy hết đi. Thầy, sao thầy lại làm vậy? Con xin thầy đó, thầy cứ giữ lấy đi. Khi nào con cần, con sẽ lấy lại. Thầy cất giùm con đi, nghe thầy nghe. Con làm vậy thì ngại quá. Có gì lớn lao đâu thầy. Thấy âm nhạc khỏe lại là con vui lại giống như thầy rồi. Nhắc tới con nhạc, thầy tin con lắm, thầy mới nói chuyện này. Nhưng mà con đừng có nói cho nó biết nha. Dạ, thầy cứ yên tâm. Có gì thì thầy cứ nói. Nếu giúp được gì thì con sẽ sẵn lòng mà. Hôm ở trong bệnh viện, thầy túng thiếu quá nên thầy phải vay mượn 9 đô để mà trang trải viện phí. Để thầy có thêm thu nhập mới có thể trả tiền lãi, thầy mới sắm cái xe bánh mì này. Nhưng mà càng làm thì cũng không bao giờ đủ tiền đóng lãi hết. Lãi mẹ lãi con càng ngày càng chồng chất. Thiệt là khổ cho thầy quá. Bây giờ tới kỳ hạn, thầy cũng không có tiền trả. Thằng Chinh Đô nó nói là con Nhàn phải ở với nó thì nó sẽ xóa hết tiền nợ. Thầy nghe thầy bức xúc quá, thầy nói với nó là vài hôm nữa thầy sẽ trả hết nợ mà. Nhưng mà mới đây nè, là con Nhàn nó nói với thầy là đã xóa hết nợ rồi. Thì coi như là thầy không còn nợ nần gì ai hết. Mà con nghĩ coi, cái thằng Chính Đô là cái thằng bằng tiền như vậy thì làm sao nó xóa nợ cho thầy được chứ. Thầy không tin cái chuyện đó nó xảy ra con à. Chuyện này thầy nghi ngờ lắm. Thầy nghi gì thầy? Thầy nghi là con Nhàn nó sợ thầy có chuyện, rồi nó nghĩ chuyện dại dột, rồi nó lén đi gặp thằng Chính Đô. Nó làm chuyện dại dột. Con nghĩ coi, nếu mà vậy thì làm sao thầy sống nổi hả con? Nhục nhã ê chề lắm. Rồi con Nhàn nữa, thân phận nó mù lòa, làm sao nó vượt qua nổi chứ. Thầy ơi, tưởng chuyện gì chứ, chuyện này con biết mà. Ủa sao con biết? Con Nhàn đã nói con biết hả? Nhàn nói với thầy trả hết nợ cho Chính Đô là đúng rồi. Thầy cứ yên tâm đi, Chính Đô sẽ không bao giờ tìm thầy đòi nợ nữa đâu. Tại sao lại xóa nợ được chứ? Thầy không tin chuyện này đâu. Thú thiệt với thầy, con có người quen làm ăn chung với Chính Đô. Khi biết hoàn cảnh khó khăn của thầy, bạn con có yêu cầu với Chính Đô là xem lại khoản nợ của thầy còn bao nhiêu. Khi biết thầy đã trả đủ tiền vốn rồi thì bạn con yêu cầu Chính Đô không được lấy tiền lãi của thầy nữa. Nếu không, chuyện làm ăn của bạn con và Chính Đô sẽ chấm dứt. Vì sợ mất mối cho nên hắn mới chịu xóa nợ cho thầy đó. Bữa đó Chính Đô gặp Nhàn, con có biết mà. Thiệt hả cô? Thầy cảm ơn con, cho thầy gửi lời cảm ơn bạn của con nữa. Vậy mà thầy hiểu lầm con thầy. Một lát thầy nói lại với nó cho nó đỡ tủi nhục. Anh ơi, bán hai ổ bánh mì. Chờ chút xíu, con chờ thầy chút nghe. Dạ. Anh tên là Quốc đúng không? Đúng rồi, tôi là Quốc đây. Tôi nghe nhân viên kể lại là anh biết dạy vi tính cũng như là có kiến thức chuyên môn về người mù đúng không? Đúng rồi, tôi có thể giúp gì được cho anh? Vậy nếu như tôi thuê anh dạy vi tính cho một người mù tại công ty thì sao? Ok, không có vấn đề gì. Tốt lắm, khi nào dạy thì tôi sẽ báo cho anh biết. Cảm ơn anh. Chào anh, tôi xin phép. Ok, cảm ơn anh nhiều. Anh. Em cứ để đó đi. Dạ. Bên công ty bất động sản của anh Tùng, dạo này bên đó có nhiều dự án giá rất rẻ, anh lạng quạng là mất hết khách đó. Không có bên nào mà có giá rẻ bằng bên tôi đâu anh. Anh vừa nói dự án nào mà dám cạnh tranh với tôi vậy? Căn hộ bên chung cư nhà bè 80m2, đầy đủ tiện nghi, mà nó chỉ kêu có 1 tỷ. Mọi người đang đổ xô đóng tiền vào dự án đó, bên anh chỉ có nước chết mà thôi. 1 tỷ hả? Thằng đó điên thiệt.
Nè, tôi nghĩ hay là nó tính lừa đảo những người nhẹ dạ để chiếm đoạt tài sản luôn. 1 tỷ ở vị trí đó không đủ để xây dựng, lấy đâu mà đầy đủ tiện nghi đây? Anh Sáu không tin. Mai anh kêu nhân viên qua bên Hoàng Tùng thăm dò coi tôi nói có đúng không. Coi bộ cái dự án của anh cao quá, chắc là phá sản đó. Tôi không dám tham gia đâu. Làm sao mà thằng Tùng bán rẻ như vậy? Tôi nghĩ là chỉ có mấy thằng rửa tiền nó mới dám làm liều như vậy. Thôi được rồi, anh cứ yên tâm đi. Nó dám chơi, chẳng lẽ 6 tiếng này chịu lùi sao? Vụ này để ngày mai tính. Kẹt quá thì kêu giang hồ tới dằn mặt cho nó biết. Phá giá 6 tiếng này chỉ có con đường chết thôi. Thôi, vô cái đi. Mình tới đây để vui chơi giải trí. Còn chuyện đó hả? Tính sau đi. Em, làm sao cho bạn anh vui vẻ lên coi. Dạ. Anh cho em hôn anh cái nha. Nè, ui. Anh phải vậy chứ. Chào anh Liên. À, mời Liên ngồi. Là một ly ha. Cũng được. Cảm ơn anh Liên. Mà. Tôi nghe nói số hàng vừa rồi anh Liên giao dịch với tụi Hưng Sẹo thì đột ngột bị ngưng lại. Do có nội gián đúng không? Làng em của Lị lấy hơi cũng nhân thật. Tạm thời thì ngưng, chờ xem lòng tin thế nào rồi sẽ giao dịch tiếp. Với lại vì lô hàng này rất lớn nên không thể lơ là được. Nếu vậy thì chờ đến bao giờ? Hiện giờ thị trường đang rất là khan hàng. Bản thân Alin may mắn thoát nạn thì tại sao không xuất ngay? Bộ Alin không sợ tụi cóm phát hiện thì coi như là mất toi hết công sức vận chuyển sau. Nói cho Lị biết, mọi dấu số hàng đó rất là bí mật. Con kiến lột vào còn không lực thì làm sao bị phát hiện chứ? Nhân gian có câu, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Hay là vậy đi. Nếu vậy, Alin chuyển toàn bộ số hàng đó cho tôi. Hiện giờ bên tôi cũng đang rất cần số hàng đó. Alin thấy sao? À, thì gia Lị lên Lị cũng là vì chuyện này à. Alin làm ăn trong giới giang hồ này bao nhiêu năm nay luôn coi trọng chữ tín. Lô hàng này gọi là hứa giao cho Hưng Sẹo và Ba Lại vì trục trặc nên tạm quản thời gian, thì không lý do gì ngồi giao cho Lị luôn. Thông cảm nha. Nếu thật sự là bên Hưng Sẹo có nội gián thì chắc chắn là Alin cũng sẽ gặp nguy hiểm. Vậy thì tại sao Alin không hủy số hàng đó và giao hết toàn bộ cho tôi đi? Như vậy có phải an toàn hơn không? Alin đây, lối một là một, hai là hai. Trừ khi bên kia họ quỷ hợp lòng. Alin vẫn quý sự nhiệt tình của A Trung. Thôi như vậy đi. Lô hàng này Lễ ngồi giao cho họ, để lô hàng khác lần sau Ngô sẽ giao cho Lễ. Được chưa? Ok.
Nếu như Alan nói như vậy, tôi cũng không biết làm gì hơn. Đành để dịp khác thôi. Tôi xin phép. Hẹn gặp lại. Vô đi. Vô. Vô nè. Ê, biển này đẹp ghê mày. À ừ. Ê Long. Ừ? Tao nể mày thiệt á. Mày quen em nào cũng sắc nước hương trời hết trơn. Đúng rồi đó, toàn hết girl không mày. Còn không biết làm mai cho tụi tao, mỗi đứa một con nữa. À đúng rồi đó. Tính giấu đi chơi một mình hả mày? Thằng này không được nha, anh em chơi xấu nha mày. Ê mày hứa rồi nha, anh em chơi không được vậy nha mày. Ê, tụi bay nói chuyện ồn ào quá vậy. Nè, nói nhỏ là có được không vậy? Trời, ngoài biển mà làm như ở đâu vậy? Ê, tao cấm nha, tao nói thiệt nha. Nếu mà tụi bay thích ai á, tự đi kiếm đi. Tao đâu có rảnh đâu mà đi kiếm cho tụi mày. Trời, anh em nói chuyện kìa. Vậy thì nói gì nữa? Với lại nè, tụi bay đừng có nói chuyện kiểu đó nữa. Mất công bạn gái tao mà nghe được á hả? Nó đánh giá anh em tụi mình đó. Vậy trời ơi, bạn gái tao ra không có được nói chuyện cái đó nghe chưa? Nhớ đó. Trời ơi, bữa nay lòng đàng hoàng ghê chưa? Đàng hoàng dễ sợ luôn kìa. Ai nhập mày vậy? Dễ sợ. Vô mày. Tụi bay ra kìa. Chào dạ, mấy anh. Trời. Chào anh. Wow. Anh không ngờ lại em mặc bộ bikini này đẹp vậy luôn đó. Anh này. Ê, con ra đây. Giới thiệu cho tụi bay nha. Đây là Lan, bạn gái của tao đó. Trời đẹp dữ mày. Còn đây, bạn gái của tao. Nè, còn đây, bạn gái của tao nha tụi bay. Đây cũng là bạn gái của tao luôn. Ờ. À. Rồi, uống đi, uống đi, uống đi mày. Uống đi. Để anh. Mẹ của bà nè. Dạ. Mẹ. Nè, của em nè. Dạ. Rồi, vô vô, cạn ly. Dạ. Mùa thi cũng đã qua rồi, bây giờ tụi mình chỉ chờ kết quả thôi. Rồi cuối cùng á, đến khi nghỉ hè rồi, tất cả chúng ta mỗi người sang một nơi, cho nên bây giờ mình cạn đi. Trời, công nhận nay thằng Long nó bị điên hả mày? Mày lo gì lo xa quá vậy? Cả ngàn cái số lận cho mày. Ờ. Thôi, uống chú Vinh cả tháng đi. Vô đi. Vô. 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 Là em uống đi. Ừ. Uống đi em. Uống đi. Cạn nha. Hay quá em. Ơi, anh em đi tắm. Ừ. Đi tắm đi. Mình đi tắm đi anh. Ê, khoan đã. Uống hết ly này đi rồi mình đi tắm. Nhưng mà em uống không được. Em uống đi, không sao đâu, uống chút thôi. Đưa đây, anh rót thêm. Mình xuống tắm đi anh. Được rồi, chút xíu nữa mình tắm. Uống vô á, mình tắm nó mới sướng. Thiệt không? Tất nhiên là thiệt. Uống đi. Uống đi em, uống hết đi. Uống miếng nữa đi. Uống xong lúc mình tắm á, nó sẽ tỉnh. Tỉnh xong á, mình lên chơi tiếp. Thiệt nha. Thiệt. Uống hết đi nha. Có uống thiệt á. Không sao đâu. Thôi vậy bây giờ mình xuống tắm ha. Xuống tắm đi. Mình đi tắm ha. Mình đi em. Nhanh lên. Rồi. Bây giờ trước tiên tôi sẽ chỉ cô cách làm quen với bàn phím. Ngón trỏ trái cô đặt vào chữ F. Đó, cô có cảm nhận thấy cái G này không? Ừ. Rồi, lần lượt câu tiếp theo cô đặt vào chữ D. D. Chữ S. S. Và còn đây là chữ A. A. Ờ. Tiếp tục nha. Tương tự ngón trỏ phải cô đặt vào chữ G. Đây, chữ G là ở đây. Rồi, chữ K. Đúng rồi. K. L là ở đây. Ngón trỏ bên trái sẽ phụ trách một chữ chính giữa là chữ G. Rồi, và ngón trỏ bên phải sẽ phụ trách một chữ chính giữa là chữ H. Rồi, cô đánh thử đi. Đúng rồi. Cứ từ từ cảm nhận từng ngón một. Rồi, tiếp theo. Anh rất thích cái cảm giác luật ly cạnh em.
Em cũng rất thích cảm giác được đi cạnh anh. Càng ngày anh càng thấy em càng tuyệt vời. Anh đó, anh cứ khen em hoài làm em thấy ngại quá trời ạ. Vậy em tuyệt vời thật mà. À, còn có vụ anh nói em về làm trợ lý cho anh, sao tới nay chưa trả lời? Anh biết đó, dạo này bên công ty chị Hương rất là nhiều show thời trang. Tụi em á phải tập luyện liên tục cho thiệt là nhuần nhuyễn. Khó khăn lắm em mới ra gặp anh được. Ừ, thôi được rồi, để qua đợt thời trang này em sẽ nói với chị Hương nha. Biểu diễn thì lượt bao nhiêu tiền? Em qua anh sẽ lưu em cả lời. Muốn gì anh cũng cho. Nhưng mà công ty anh làm gì mà giàu quá vậy? Anh vận chuyển ma túy. Vận chuyển ma túy? Em sợ giờ phải không? Anh nói giận thôi. Em yên tâm đi. Đi với anh á, em sẽ không thiệt thòi đâu. Dạ, em biết rồi. Anh là khách sộp mà. Tịch Thịnh. Vô đi. Vậy? À, tại em kêu nóng. Anh giúp em cởi áo ra. Ủa, em có nói vậy hả? Lan, anh yêu em mà Lan. Anh yêu em mà anh lại hành động như vậy hả? Tại vì anh không muốn mất em, cho nên anh phải sở hữu được em. Tình yêu là phải như vậy sao? Anh thật lòng yêu em. Tụi mình quen nhau cũng đã lâu rồi, không lẽ em không tin anh sao? Anh không giả dối với em. Em đừng từ chối anh nữa mà Lan. Sao anh đã yêu em, anh không đợi tới ngày cưới em? Lúc đó không phải tốt hơn cho em sao? Tại sao em lại cổ hủ quá vậy Lan? Chuyện để dành ngày cưới là chuyện ngày xưa thôi. Em không nghe tình yêu là sự kết hợp giữa tâm hồn và thể xác sao? Tụi mình cũng đã lớn hết rồi. Anh biết anh phải làm gì, và anh phải có trách nhiệm trước những hành động mà mình đã làm. Rất yêu em. Dạ thưa anh ba, anh ba đổi địa điểm lẹ quá em tìm không ra nên em tới trễ, xin lỗi anh ba. Rồi bây giờ đỡ mệt chưa? Có cần tao massage không? Dạ. Tiền tao trả cho tụi mày hàng ngày ít quá hay sao mà mày tỏ thái độ không tuân thủ vậy Hưng Sợ? Hay là mày muốn thay tao? Dạ. Em xin lỗi anh ba, em thiệt tình buộc miệng vậy thôi chứ em nào dám. Dạ em xin lỗi anh ba, em xin lỗi. Thôi được rồi, tao không thích cái trò kịch cỡm đó. Mày nói cho tao biết vì sao mày để thằng Hai Râu chạy thoát? Tao đã nói nó vừa ra khỏi trại giam là làm liền, sao mày chậm vậy? Dạ, em cho người theo dõi nó tới nhà, rồi quan sát cho kỹ, không có công an theo dõi, em mới cho tụi nó hành động. Mà ai ngờ
Thằng Tùng mưu mô nó phục sẵn ở trong nhà, rồi tụi em thất bại. Dạ em thề với anh ba, lần này mà em gặp nó, em xử nó em không tha. Hơn nhau là ở cái đầu. Mày tên hùng sói là đúng, đừng có sửa hương xẻo làm gì. Chỉ có hồ đồ, ham đánh ham đá, mà cái đầu thì ngu như thú. Mày nhìn thằng Tùng mưu mô coi, tại sao nó có cái tên đó? Vì ngoài dùng bạo lực, nó còn biết dùng cái đầu. Thằng Hải Râu mà lọt vô tay đó sẽ đưa bằng chứng nhận dạng thằng cướp cho coi. Hắn cần bằng chứng đó để làm gì anh ba? Hắn muốn có nó để uy hiếp ta, và hắn cũng muốn biết mặt tên cướp đó lại. Nhưng tao thì không tin cái bằng chứng từ trên trời rơi xuống đó khi chưa có gì cụ thể xác thực. Mày nghĩ coi, thằng Hải Râu nói có bằng chứng mà không chịu đưa ra cho mày hay là con Hương Gà, mà bắt buộc phải gặp tao. Khi tao nhận lời là công an xuất hiện, điều đó chứng tỏ bằng chứng đó chỉ là giả. Thằng Hải Râu chỉ muốn dụ tao ra để lập công. Bằng chứng rõ ràng là bây giờ nó đâu có còn tụ. Anh ba nói mới nghĩ ra, công nhận thằng Hải Râu này nó quá tham độc, nó muốn trả thù mà không được. Anh ba, có một điều em không hiểu. Tùng Mô Mô, nó muốn biết tên cơm đó ẩn thân trong nhóm chúng ta để làm gì? Nó muốn cái lô hàng mà A Liền sắp giao dịch với mình, nhưng A Liền đã hứa với tao, vì vậy mà không dám bán. Khi chúng ta ngưng giao dịch đột ngột với Tùng Mô Mô, mới biết có thông tin công an đang gài bên chúng ta. Và nếu muốn lô hàng đó thuộc của nó, chỉ có cách có bằng chứng thì A Liền mới hủy hợp đồng. Không biết là thằng Hải Râu đã đưa bằng chứng cho hắn chưa anh? Dù thằng Hải Râu có đưa bằng chứng rồi hay là chưa cũng không quan trọng. Tao tin bằng chứng của thằng Hải Râu là giả. Thằng Bảy Búa theo tao lâu rồi, tao hiểu nó mà, không phải cơm đâu. Em cũng nghĩ vậy. Mày liên lạc với mọi người, ngày mai nhận hàng. Ngày mai nhận hàng của A Liền hả anh ba? Hay quá. Khách hàng mấy ngày hôm nay nhăn nhó, để lâu quá không chừng nó đi chỗ khác nó mua đó anh ba. Rồi không chừng nó qua thẳng thằng Tùng Mô Mô, nó mua là mình mất thị phần. Nói mọi người chuẩn bị, mai thuận buồm xuôi gió. Dạ, em sẽ làm liền cho anh ba. Tụi anh ba em đi. Ủa, sao bạn anh đâu hết, chỉ còn em với anh đi về Sài Gòn vậy? Đám bạn của anh tụi nó về từ hôm qua rồi. Vậy là anh cố tình ở lại để giở trò đúng không? Đâu có, anh đâu có dám giở trò với em đâu. Em biết tại sao không? Tại vì hôm qua em xỉn quá, cho nên anh sợ chở em đi về em sẽ bị té, cho nên mấy đứa bạn của anh mới kêu anh chở em vô khách sạn ngủ đi, mai về. Vậy là bạn anh đồng lõa hết đúng không? Làm gì có, mấy đứa bạn của anh ngoan lắm luôn. Trong đó thằng Quý là con của ông hiệu trưởng Bá Hưng á. Cái gì? Là con ông hiệu trưởng Bá Hưng hả? Ừ. Anh không hiểu nha, thiệt luôn á. Tới bây giờ mỗi lần mà anh đi đón em á là phải núp đầu này đầu kia không à. Nhà em anh cũng không biết nữa, làm gì mà giữ bí mật kỹ như vậy không biết. Bí mật cái gì? Bị mất thì có. Cái gì? Em bị mất cái gì? Thì bị mất cái quý giá nhất cho anh đó. Nè, anh á, sau này dám phản bội em là em sẽ không tha cho anh đâu đó, biết không? Biết. Anh làm tốt lắm. Dạ, cũng bình thường thôi, vì đó là nghề của tôi mà. Tôi gửi anh số tiền, coi như trả trước lương của anh. Cảm ơn em. Trời, sao nhiều quá vậy? Cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu, cô ấy làm việc hiệu quả, tiếp thu tốt là tôi vui rồi. Tôi mong là anh sẽ cố gắng hơn nữa, tôi sẽ thưởng nhiều hơn như vậy nữa mà. Dạ, tôi biết rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Xin phép anh tôi về trước. Ừ, anh cứ đi về. Dạ, chào anh.
Ủa Nhàn, chưa về hả cưng? Dạ chị, em chưa về, em đợi bạn. Thôi chị về trước nha. Nhàn, sao em chưa về nữa? Dạ, anh Tùng, em đứng chờ anh Sinh. Từ bữa giờ em học của anh Quốc, em tiếp thu có tốt không? Dạ, cũng tốt lắm anh. Mà sao nãy giờ em chờ hoài, chưa thấy anh Sinh tới nữa. Hay là anh Sinh đang bận công việc gì đó nên không đưa em về kịp. Thôi vậy anh đưa em về nha. Không được đâu, lỡ anh Sinh anh tới không thấy em thì sao? Không sao đâu, nếu mà anh Sinh tới đây có gì anh dặn bảo vệ nó anh sao cũng được. Chờ anh biết đến bao giờ ha, để anh đưa em về. Đi, đợi anh xíu nha. Nếu mà anh Sinh có tới thì nói tôi đưa Nhàn về rồi. Dạ. Đi thôi. Thank you.